Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel TV Audio. Hôm nay thì mình làm một clip mà để chia sẻ và cũng như là giới thiệu tới mọi người. Trong những ngày vừa qua thì anh em Thiên Vũ cũng đã nghiên cứu và tìm hiểu các cái dòng sản phẩm để mà lựa chọn cho những cái dòng loa di động, đặc biệt như là dòng Bose S1 Pro. Thì cũng như mình được biết thì thị trường và rất là nhiều quý khách hàng đang sử dụng dòng loa Bose S1 Pro. Chủ yếu đó chính là mang tính chất là di động, cho nên là chúng ta đang sử dụng các cái dòng micro, ví dụ như là micro E1 hoặc là những micro thị trường đang bán rất chung mà rất là nhiều loại. Thì những dòng micro đó là những dòng micro để mà chuyên sử dụng cho vấn đề chúng ta di động rồi tiện lợi, thì đó là một cái giải pháp cũng khá là tiện lợi, khá là ok. Nhưng mà để mà đảm bảo về được một cái chất âm tối ưu và hay nhất có thể thì nó sẽ không bao giờ có thể làm được như khi chúng ta sử dụng các cái thiết bị. Đương nhiên rồi, bởi vì là chúng ta phải thêm tiền mà mọi người, chứ đâu có phải là cùng với giá tiền mà nó hay đâu. Nhưng mà thêm tiền thì chúng ta cũng phải lựa chọn làm sao cho nó phù hợp nhất, nó tối ưu và ok nhất có thể. Bởi vì nói về vấn đề âm thanh thì có rất là nhiều người chúng ta mất rất là nhiều tiền, chúng ta phải thêm tiền, nhưng thậm chí có những lúc nó còn tệ hơn cả khi chúng ta không phải thêm tiền. Thì đó là vì cái tính chất của âm thanh. Chúng ta chỉ cần là phối ghép sai một xíu hoặc này kia một xíu thôi thì âm thanh nó thậm chí nó còn tệ hơn so với lúc ban đầu mọi người ha. Tại vì mình là kỹ thuật, cho nên là mình gặp rất là nhiều trường hợp là quý vị chúng ta thiếu một cái món này, chúng ta nghe cảm giác nó chưa được ok lắm. Ok, thì mình sẽ không có vòng vo dài nữa ha, mọi người mất thời gian mọi người ha. Cái vấn đề tối ưu, cái vấn đề mà chốt lại ở đây là cái kết quả nó cho ra như thế nào, âm thanh test nó sẽ ok có ok hay không, thì một lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe thử và đánh giá thử xem có đúng như mình nói hay không mọi người ha. Thực chất thì những dòng sản phẩm này thì bên mình có trưng bày ở tại showroom cả, thì mọi người chúng ta có thể là ghé chúng ta trải nghiệm, chúng ta ca hát thử, chúng nói chung là cái gì cả chúng ta nên thực tế chúng ta trải nghiệm, chúng ta đánh giá một cách khách quan thì khi đó nó mới chính xác được. Còn hiện tại như mình quay mà mình review như thế này thì mình có nói trời nói thánh gì thì nó cũng không được chính xác về cái chất âm khi mình test, bởi vì khi mình test là mình thu bằng điện thoại mọi người, cho nên là chúng ta nghe nó sẽ không có được chính xác như khi chúng ta nghe thực tế ở ngoài đâu mọi người ha. Ok, thì trước mặt mọi người đây là hai cái thiết bị mà mình và anh em cũng đã nghiên cứu và cũng đã test rất là kỹ trong những ngày vừa qua rồi, cho nên là hôm nay mình mới quyết định là lựa chọn hai cái thiết bị này để mà phối ghép cho cái dòng Bose S1 Pro. Thì những dòng này á thì chúng ta có thể là sử dụng trong một cái tụ rắc, chúng ta mua một cái tụ rắc nó vừa với kích thước của hai cái này thôi, rồi chúng ta cho vào đó, rồi dây nhựa này kia chúng ta cắm sẵn hết, chúng ta mang đi đâu thì chỗ ở đâu ở chỗ đó nó có nguồn điện đó, thì chúng ta cần lôi một sợi dây ra chúng ta cắm vào chiếc loa Bose của chúng ta là xong thôi. Hoặc là chúng ta có thể là sử dụng cho tại nhà cố định. Ở hiện tại chúng ta đang có hai chiếc loa Bose S1 Pro gì đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái dòng này để mà kết nối với hai chiếc loa Bose đó, rồi lấy tín hiệu nguồn nhạc từ TV, micro này kia, rồi chúng ta đặt ở trong một ngăn tủ hoặc gì đó để chúng ta phối thành một cái bộ dàn karaoke chuyên dụng tại nhà cũng được. Đấy, khi nào chúng ta muốn đi di động thì chúng ta bỏ ra một cái tủ rắc nhỏ nhỏ bé bé mọi người, chúng ta xách đi thôi. Nói chung là bên mình cũng có những cái dòng tủ rắc, những cái tủ rắc đó và cũng đã làm cho khách rất là nhiều rồi. Nói chung là rất là gọn và rất là đơn giản. Thì hai dòng sản phẩm này đó là dòng Baramax SM 2500 và dòng Mr. Baramax DX 2500 dòng digital mọi người ha. Thì đây là dòng mixer được hoạt động dưới dạng tín hiệu digital hoàn toàn đó mọi người ha. Nhưng mà dòng này thì khác các cái dòng vang số thông thường ở cái điểm là được nhà hàng tích hợp bằng các cái núm vặn cân tinh chỉnh bằng tay ở ngoài đó. Còn những cái dòng kia thì chúng ta phải cắm vào máy tính, thì như vậy thì đôi lúc sẽ bất tiện hơn cho chúng ta cân chỉnh. Có nhiều bác thích là muốn là đôi khi tự mình cân chỉnh một xíu, bát chép theo cái ý muốn của mình một xíu. Có những bài hát chép nhiều, có những người giọng hát chép nhiều hoặc là bát nhiều thì các bác có thể là tự cân chỉnh này kia theo cái ý của mình một xíu cũng được. Còn đối với dòng số kia thì đòi hỏi chúng ta phải có chuyên môn một xíu, rồi đòi hỏi chúng ta phải cắm vào máy tính này kia đấy, để chúng ta set up. Thì với trường hợp đó thì khi mà chúng ta lắp đặt cố định, hoặc là những quý vị nào chúng ta muốn set up một lần rồi khóa lại, lưu lại một lần xài mở lên thôi, thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng đó. Còn chúng ta muốn cân chỉnh tinh chỉnh một xíu theo cái ý và sở thích của mình thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng này. Bởi vì là mình cũng đã test rất là kỹ rồi, thì một lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta sẽ nghe thử. Ok, thì
mình sẽ không để mọi người chúng ta chờ lâu nữa. Thì quan trọng nhất của mọi người chờ chờ lúc nãy đến giờ đó là test âm mọi người ha. Test để xem là cái kết quả nó cho ra nó giống như mình nói hay không. Đó, thì mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe thử một vài đoạn nhạc. Mình sẽ ca thử trên dòng này để mọi người chúng ta trải nghiệm ha. Ok mọi người, thì mình hiện tại trên tay mình đang cầm là hai dòng mic. Đó là đầu dòng mic của bên tay trái của mình là dòng mic Rode M16 mic ha mọi người ha. Bên mình đã bán từ trước tới giờ chuyên cho các dòng loa di động này kia rồi mọi người ha. Và bên phía bên tay phải của mình là dòng mic 3 Max. Đây là dòng mic mà mình muốn là phối ghép với là mixer để mà sử dụng cho cái dòng loa di động, đặc biệt là như là Bose Echo Pro. Mọi người chúng ta có thể nghe và mình sẽ hát cùng một đoạn nhạc để mọi người chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm xem là sự khác biệt của một cái cặp mic Rode 2.8 triệu và một cặp mic Rode khi được qua một cái mixer như thế này thì nó có sự khác biệt như thế nào mọi người ha. Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim, sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sống đã là anh nghiêng ngả vì em, đâu phải là chiều mà nhuộm anh đêm tím, sao có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sông đã lại kiêng ngạn vì ok mọi người, thì vừa rồi á thì mình đã có test một lúc hai dòng mic, đó là dòng mic Rode 6 mic E1 bằng tức là dòng mic sử dụng cho vấn đề di động thuận tiện mọi người ha. Và dòng mic 2 là dòng mic Rode 3 Max khi được phối ghép với mixer số này mọi người. Thì không biết mọi người chúng ta nghe thì chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì thực chất bởi vì mình cũng thu qua điện thoại trực tiếp cho nên là chúng ta có thể sẽ hơi bị khó một xíu mọi người. Chúng ta có thể đeo tai nghe vô để chúng ta cảm nhận cách nó chi tiết hơn, hoặc chúng ta có thể ghé sử dụng bên mình để chúng ta trải nghiệm thực tế. Thì mình sẽ đánh giá tổng quan qua một chút. Thì khi mình hát trên cái dòng E1 mọi người thì mình có một cảm giác nó nặng hơn, nó tì hơn. Bởi vì thực chất thì nó không có reverb, nó chỉ có echo không thôi. Và cái echo của nó thì chắc chắn là nó sẽ không có thể là hết khả năng và không thể nào tùy biến theo mà cái ý muốn sở thích của chúng ta hoàn toàn được như khi chúng ta sử dụng trên mixer được. Mixer thì chúng ta có thể là cân chỉnh và tùy biến theo cái sở thích và ý muốn của chúng ta, tức là nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ có nhiều công năng hơn thì chúng ta có thể là tùy biến được nhiều hơn. Cho nên là khi mình hát trên dòng này thì mình có cảm giác nó hơi bị nặng, cái âm nó không có được mượt, tức là cái đuôi reverb nó không có đó. Cho nên là có vẻ như hát nó sẽ nặng hơn. Thì đúng rồi mà, có 2 triệu 8 thôi. Và một bên thì phối ghép combo này đâu đó cũng sắp xỉ gần 10 triệu. Cho nên là giá nó cũng dễ khác, lệch nhau đâu đó cũng một chút mọi người ha. Và tiếp đến là dòng mic 3 Max khi được phối ghép với mixer số. Như vừa rồi mình đã có nói đó, thì một khi chúng ta sẽ kết nối qua đây thì bởi vì mixer này thì nó có reverb và echo, thì hiện tại mình đang sử dụng song song đó là reverb và echo tích hợp. Cho nên là khi mình hát mình có cảm nhận như là cái âm nó mượt hơn, nó xuôi theo cái dòng cái từ của mình hơn. Khi mình phát âm ra và về kết thúc từ thì cái reverb nó sẽ giúp cho mình nó kéo đuôi, nó kéo, nó cho mình một cái đuôi làm cho mình có cảm giác như là nó mượt mà hơn và nó dịu và nó mềm từ hơn so với khi mình hát trên cái dòng mic Rode M1. Cho nên thì tiền nào của đó, chúng ta phải thêm tiền mà. Cho nên thành ra thì mình hát có vẻ như nó rõ nét hơn và hay hơn so với là khi chúng ta sử dụng trên dòng Metro M1. Thì đó là cái đánh giá cá nhân khách quan của mình khi mình nghe thực tế và mình hát thực tế. Còn mọi người không biết mọi người chúng ta nghe thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận như thế nào. Như mình đã có chia sẻ với mọi người, chúng ta có thể là ghé showroom bên mình để chúng ta trải nghiệm thực tế, chúng ta đánh giá một cách khách quan nhất có thể. Thì khi đó chúng ta hãy quyết định lựa chọn một dòng sản phẩm nào đó, chứ chúng ta đừng nên là xem review không rồi chúng ta alo Tiến Vũ gửi cho mình cái bộ này, không ok đâu mọi người. Mọi người cứ đến thực tế đi, trải nghiệm thực tế đi, rồi khi đó chúng ta hãy quyết định. Thì clip thì mình sẽ quên mất một phần. Hiện tại thì
hai dòng sản phẩm này thì bên mình đang có chương trình khuyến mại tuần lễ hàng Việt đó mọi người, thì đang có trên khuyến mại cũng khá là ok. Thì mọi người chúng ta có thể là gọi tới số hotline của Thiên Vũ để mời, để được các bạn nhân viên tư vấn một cách cụ thể nhất và cũng được nắm rõ về thông tin về chương trình khuyến mại mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like, share, subscribe. Bye mọi người ha.